tại sao tiết 1 lại là tiết văn học chứ? Trà Đu à, từ giờ tới lúc vô tiết bạn làm xong được không? Minchi ơi, bạn làm ơn giúp mình lần này đi, nếu không chắc mình bị đuổi ra khỏi trường mất. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ cho bạn mượn tập xem một chút. Cảm ơn bạn, yên tâm đi, mình hứa là chỉ xem lần này thôi à. Bắt đầu thôi. Ai chơi gì kỳ cục quá vậy? Cha Đu à, cô đã thấy rồi nha. Cô ơi, dạ không phải vậy đâu. Không cần lo lắng, các em cố gắng vậy là tốt. Nhưng hôm nay sẽ không có tiết văn học đâu. Cả lớp chú ý đây, hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đặc biệt. Bài kiểm tra đặc biệt sao? Đúng vậy, lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh của Cha Đu. Kiểm tra chỉ số thông minh. Không có đứa mà đọc suốt kỷ luôn sao? Nào nào, các em im lặng. Không chỉ riêng trường chúng ta mà cả nước đều phải làm bài kiểm tra này, nên không có gì bất ngờ hết. Được rồi, giờ các em hãy thư giãn, thoải mái và im lặng làm bài nha. Lát chi đội. Mọi người ơi, mọi người ơi, có kết quả rồi nè. Đã có rồi. Có kết quả rồi. Kết quả gì vậy? Có phải là bài kiểm tra chỉ số thông minh không? Nghe nói kết quả của lớp mình là bất ngờ và gây sốc nhất luôn đó. Bây giờ mọi người đang hào hứng lắm. Bất ngờ và gây sốc về cái gì vậy? Bạn nói rõ hơn đi hả? Vì kết quả cao nên bất ngờ, hay vì thấp quá mà bất ngờ vậy hả? Cái đó mình chưa kịp nghe. Tại lúc đó cô kêu mau về lớp đi, nên mình cũng chạy ra ngoài luôn rồi. Vậy sao chúng ta không hỏi trực tiếp cô giáo luôn đi? Nghe nói đây là bài kiểm tra bảo mật, cho nên sẽ không được tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng mà khoan đã, sao lúc nãy bạn lại có mặt ở văn phòng vậy chứ? Thì tại mình đang dọn vệ sinh chỗ ngồi của cô mà. Tuần này đâu phải tới lượt của bạn đâu. Thì tại mình chơi đá banh làm bể kính cửa sổ, cho nên mới bị phạt đó. Vậy hả? Mình mới nghĩ ra một cách nè. Ai dám đá banh vào văn phòng vậy? Mau đứng ra cho cô. Là em và bạn Don Don đá đó cô. Em xin lỗi cô, tụi em sẽ dọn dẹp văn phòng liền. Bạn ấy thông minh ghê. Hả? Thiệt là mấy đứa các em suốt ngày chỉ biết phá phách là giỏi thôi. Bây giờ cô có buổi trao đổi với phụ huynh nên phải đi ra ngoài một lát. Hai đứa nhớ dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Dạ. Nè, bạn tìm nhanh lên đi. Nhưng trên bàn của cô có nhiều tài liệu quá à. Rốt cuộc là cô để ở đâu vậy? Mình tìm thấy rồi nè. Đôn Đôn, bạn tiếp tục lau nhà đi, làm tự nhiên chút nha. Kìa, hai cái đứa này, các em vẫn còn ở đây hay sao? Trời đất, sáng sạch lấp lánh luôn. Sao cô về sớm vậy cô? Sớm gì nữa chứ, cô đi hơn 30 phút rồi. Cô còn tưởng hai đứa đã làm xong và đi rồi chứ. Tại xung quanh đây dơ quá cô ơi. Được rồi, hai đứa làm tốt lắm, mau về lớp đi. Chưa xong đâu cô. Vẫn còn nhiều chỗ mà hai đứa em chưa làm tới lắm. Cô thấy đâu còn chỗ nào để hai đứa phải làm nữa. Thôi được rồi, mau về lớp đi. Sao bạn dám đạp chân mình? Dương Sức à, em đang làm cái trò gì vậy? Bạn hãy đánh mình đi và đẩy mình về phía cái bàn, nhanh lên. Bạn quá đáng rồi nha. Nè, bạn đánh mình thiệt đó hả? Nhìn kìa. Không thể tin nổi, sao hai em lại đánh nhau ở trong văn phòng như vậy? Rốt cuộc mấy em suy nghĩ cái gì vậy chứ? Giơ hai tay thẳng lên cho cô. Nè, bây giờ tụi mình có thể chọc cho Cha Đu cả đời luôn á. Nghiêm túc đi, Đôn Đôn nè. Mình nghĩ chúng ta nên giúp đỡ một người kém thông minh như Cha Đu. Bạn thấy đúng không? Cho Cha Đu chỉ số thông minh là 79. Chuyện này chỉ có mình với bạn biết thôi đó.
biết không hả? Biết rồi. Hai người kia giơ tay lên nào. Các bạn vẫn bị phạt mà. Sao lại ồn ào như vậy hả? Nè, bạn đứng ở đó từ hồi nào vậy? Ai biết. Mình đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho mấy bạn nghe đâu. Bạn ấy không có nghe tụi mình nói gì nữa chứ. Nè, đây là một bí mật động trời luôn đó. Bạn đừng có nói với ai nha. Chơi chơi đu lớp 31 có chỉ số thông minh là bạn ơi, 79 hả? 79 hả? Không tin nổi luôn. Các bạn không thấy được gì thiệt hả? Thiệt mà, không thấy gì hết. Ở văn phòng nhiều giáo viên quá nên tụi mình cũng không thể tìm một cách lộ liễu được. Mấy bạn đúng là vô dụng quá mà. Mình đoán chắc chỉ số thông minh của mấy bạn rất là thấp luôn đó. Có nhiều đó mà cũng không tìm được. Chắc chỉ số của các bạn chỉ khoảng 90 thôi. Minchi à, bộ trên mặt mình có dính cái gì hả? Đâu có đâu. Mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Minchi ơi. À, em chào chị Chi Yon. Lâu quá không gặp chị. Minchi nè, có phải em đang học lớp 31 hay không vậy? Là ai vậy? À, chắc bạn không biết chị ấy đâu ha. Đây là chị Chi Yon. Mẹ của chị ấy là bạn của mẹ mình. Chị ấy đang học lớp 6 á. Minchi à, trong lớp em có một bạn tên Chachadu có đúng không? Chị nói em nghe cái này em đừng có nói ai nghe nha. Nghe nói Chachadu có chỉ số thông minh là 79 đó. Chị nói cái gì? Bạn bình tĩnh đi Chachadu. Chắc cái đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi à. Họ đã nói chính xác cả con số luôn rồi. Không phải là 80, cũng không phải là 70 mà là 79. Như vậy thì còn là tin đồn gì nữa? Mà khoan đã, đây là cái gì vậy? Cá già. À, trời đất ơi, ai lại giết lung tung bậy bạ như vậy? Thiệt không? Vậy quá. Trời ơi, Chachadu của chúng ta đây rồi. Nãy giờ bạn đi đâu vậy? Mà không biết bạn đã làm bài tập xong hết chưa? Tập nào khó thì cứ hỏi mình nha. Mình nhất định sẽ chỉ cho bạn. Đừng ngại ha. Bạn nói gì vậy? Đúng đó, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu có bài tập khoa học nào bạn không hiểu cứ hỏi mình nha. Đừng có giả bộ nữa. Bạn hãy mau khai thật cho mình biết đi. Có phải mấy bạn đã đi rêu rao chỉ số thông minh của mình có đúng hay không? Bạn nói sao? Rêu rao gì chứ? Rốt cuộc thì mấy bạn nghe ở đâu mà dám đi rêu rao như vậy chứ? Còn bạn nữa, có bằng chứng không hả? Hả? Bạn đã xem được điểm của mình rồi đúng không? Đó là gì? Bài của bạn năm đầu tiên mà. Không phải, ý mình không phải vậy. Nói vậy, đây là sự thật sao? Chachadu ơi, mau ra ăn tối đi con. Có nghe mẹ nói không hả? Lát nữa con sẽ ăn xào. Ủa? Mau dậy đi, mẹ đã chiên xúc xích cho con rồi. Con đã nói là lát nữa con ăn mà. Bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi, mẹ hiểu không? Cái con nhóc này, hôm nay ăn trúng cái gì không biết. Mẹ chỉ kêu con đi ăn cơm mà con dám. Khoan đã, mẹ ơi, mẹ ra ngoài kia nói chuyện với con một chút. Có chuyện gì vậy Mimi? Mẹ cứ kệ chỉ đi, ra ngoài này nói chuyện với con một chút. Ở trường đã có kết quả kiểm tra chỉ số thông minh, chỉ cho đâu chỉ có 79 thôi. Hả? Con nói cái gì? Nurongji à, chị với em có chỉ số giống nhau, tại sao chị lại sinh ra làm con người vậy chứ? Alo, tôi nghe đây. Ôi trời ơi, dạ, chào cô giáo, có chuyện gì vậy cô? Sao chứ, ngày mai hả? Tôi chỉ muốn gặp chị để trao đổi một chút về chỉ số thông minh của em Chachadu mà thôi. Dạ, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để tới đây. Tôi nghĩ những việc này nên gặp nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn. Chắc chị cũng biết là lần này nhà trường có cho bài kiểm tra về chỉ số thông minh đúng vậy không? Có, tôi có nghe cháu nói à. Điểm số của Chachadu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Nên tôi nghĩ có lẽ chị nên tìm hiểu thêm một số trường học khác cho bé. Cái gì? Tìm hiểu trường học khác sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng luôn, cho dù con tôi có là đồ đầu đất đi chăng nữa thì việc đuổi học cháu như vậy là rất quá đáng. Không phải đầu đất gì chứ, đây là chỉ số của thiên tài mà. Đây là cái gì vậy?
Tôi có bị hoa mắt hay không hả? 179 lần sao? Chadu ơi, nghe nói hôm nay mẹ bạn đến trường hả? Các em học sinh thân mến, bạn chơi Chadu lớp 31 có chỉ số thông minh là 179. Ai dám nói bạn ấy chỉ có 79 thôi hả? Chỉ số thông minh của Chadu là 179. Trời Chadu, tôi con gái xinh xắn của ba. Được rồi, mọi người đang cơm thôi. Theo kết quả kiểm tra chỉ số thông minh gần đây của các trường học, chỉ số cao nhất được ghi nhận từ một trường tiểu học ở Seoul. Một học sinh đang học lớp 3 đã có được chỉ số thông minh là 179. Đây là một trong những chỉ số đứng top 10 của thế giới. Chị Chadu ơi! Trời ơi, bạn ấy giỏi thiệt. Không ngờ luôn á. Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành nha. Chadu à, mình thật sự không biết chỉ số thông minh của bạn cao tới như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà Chadu sẽ tiếp tục học ở đây chứ. Có khi nào bạn ấy bị bắt chuyển trường không? Mình sẽ vẫn tiếp tục học ở đây. Buổi chiều sẽ học tại trung tâm dành cho thiên tài. Trung tâm dành cho thiên tài? Làm gì mà sáng sớm mấy bạn ồn ào quá trời vậy? À mà mẹ mình nói, lúc mẹ nói chuyện với cô giáo đã vô tình nhìn thấy kết quả bài kiểm tra của bạn đó. Anh Huy à, nhưng tiếc quá, có 99 thôi. 99 hả? Nào, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng một tin tức vô cùng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi chiều bạn Chadu sẽ theo học tại trung tâm dành cho thiên tài. Nên sau này buổi chiều chúng ta sẽ không học cùng Chadu nữa. Nếu có bài tập nào quan trọng, các em hãy cùng giúp Chadu nha, đã biết chưa? Xin mời ra nhận hàng ạ. Ồ, đây là bưu phẩm gì vậy? Ôi trời, là từ bên trung tâm gửi tới sao? Đây là cái gì vậy? Sai sót bài kiểm tra chỉ số thông minh. Nè, chơi Shadow, sao bạn không đến học ở trung tâm dành cho thiên tài nữa vậy hả? Hay à, chuyện đó hả? Mình không biết nữa. Tự nhiên giáo sư nói từ hôm nay không cần tới nữa. Đã có kết luận cho sự nhầm lẫn trong bài kiểm tra chỉ số thông minh của học sinh Chadu. Qua đó chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng về việc kiểm tra chỉ số thông minh. Đó là lý do tôi quyết định công bố kết luận này. Gần đây, Trung tâm Đào tạo Thiên tài Hàn Quốc đã có bài báo gây chấn động lớn. Giáo sư phụ trách của học sinh tiểu học có chỉ số thông minh 179 nhận thấy năng lực trí tuệ của học sinh là không đáng kể. Ông đã chỉ ra rằng chỉ số thông minh tắt không liên quan đến năng lực. Chuẩn bị ăn cơm nè. Mẹ ơi, đó là bài báo gì vậy? Chắc mẹ sẽ không đọc nó đâu ha. Dẹp bài báo đó qua một bên đi. Con nhớ nè, con không thể đánh giá một người chỉ bằng các con số được. Nhưng nó lại rất hữu ích dùng để lót nồi như vậy. Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Chadu, con mau dậy đánh răng đi. Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Nữ hoàng đắc đối. Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy chai lau nhà cho mẹ nhanh lên. Dạ. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? À, được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? Bye bye. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi, con nói thiệt mà. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt. Chị My My ơi, em lo quá. Nếu còn đánh nữa chị ấy sẽ bị gãy lưng luôn á. Em đừng có lo, lưng của chị Chadu khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Thank you.
đẹp quá đi. Chị lấy ra coi thử nha. Xin lỗi để chị xếp lại cho. Sao cứ la mất chị màu của em à? Em đã nghe chưa? Chuyện về bàn tay thần kỳ của chị Shadow á. Bàn tay thần kỳ sao? Đúng vậy, bàn tay thần kỳ còn gọi là bàn tay vàng trong làng Đổ Bể. Cứ hễ con đụng vô cái gì là hư cái đó, lúc nào cũng phá hoại là giỏi. Mẹ ơi, con hỏi nè. À, trời ơi, Mimi, con đạp lên mảnh vỡ rồi đây nè. Mimi ơi, em có sao không? Từ bây giờ, con hãy ở yên trong đó cho mẹ. Đi đừng mà mẹ ơi, mẹ cho con chuột lỗi trong phòng con có được không? Ở đây lạnh quá à. Cái con bé này, tới giờ mà nó vẫn không thấy hối lỗi gì hết á. Mẹ ơi, con nói nè, thiệt ra con không đau lắm. Với lại lát nữa con phải đi chơi với chị Shadow đó mẹ. Tới nước này rồi mà con còn nói là muốn chơi với chị Shadow nữa hả? Mẹ ơi. Chị ơi. Chị Shadow, em đem cho chị búp bê nhồi bông nè. Chị ôm cái này sẽ thấy ấm hơn đó. Trước khi mẹ nhìn thấy thì em mau đời đời. Không sao đâu, mẹ đi chợ rồi em mới ra chứ bộ. Trời Mimi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho cha đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị cha đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có xa đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Trước khi mẹ nhìn thấy thì em mau đời đời. Mẹ không có ở nhà đâu, chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè, Nu Rong Chi, mau qua đây phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đôn đôn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị cha đừng, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Baby, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị Shadow rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Shadow à, Mimi à. Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi. Ừ? Mimi à. Trời ơi, Mimi à, con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Mimi muốn làm người tuyết nên con biến em ấy thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa, mà chỉ thấy lạnh thôi.
em ơi, tôi phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, cha đu. Con biết trời lại lạnh tới vậy. Sao con có thể không biết được chứ? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Dạ mẹ nói đúng. Chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét. Con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu. Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không cần sợ cái giá lạnh nữa. Để coi, tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đau rồi, chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút, mấy bạn có thấy chị của mình đâu không? Chị cha đâu á hả? Mình có thấy nè, chị ấy đã một mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Đây là dấu chân của chị cha đu nè. Chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà Tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Nghe tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị cha đâu? Chị đừng có quậy nữa, mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè cha đâu, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa, em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả? Lần nào chơi chung với chị em cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị chỉ toàn đẩy em vào những rắc rối mà thôi. Cho nên em đừng tìm chị nữa. Chị cha đưa ơi. Đúng vậy, làm tốt lắm. Cho cha đu, không được quay đầu lại. Chị ơi. Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà Tuyết của chị ngay. Chị cha đu, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ
sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao ngu rong chi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Thôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết. Chị ơi, mau ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Trên thế giới đôi khi sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra, nhưng mà mình thậm chí còn không thể nhớ được điều kỳ lạ đã từng xảy ra nữa. Ai đã lấy cắp giày của mình? Có thiệt không? Mấy bạn cũng bị mất giày hả? Đúng vậy, đôi Airsoft của mình bị lấy mất tiêu rồi. Đôi giày bị mất của mình lại là đôi mình thích nhất luôn. Còn mình thì bị lấy mất đôi giày ý thủ công phiên bản giới hạn mà bây giờ không thể mua lại được nữa. Nói vậy tức là đa số lớp mình ai cũng bị mất giày rồi. Các bạn biết không, những đôi giày biến mất là có lý do hết đó. Chú mình nói bóng ma đêm lấy cắp giày của trẻ em và ăn chúng. Cho nên nếu những đôi giày bị mất đi, tụi mình sẽ không thể nào tìm được nữa. Cái gì? Bóng ma đêm hả? Trên đời này làm gì có con ma như vậy chứ. Sau khi tắm xong, mình chuẩn bị trở về phòng. Ngay lúc đó, mình đã nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ. Ok. Làm gì vậy? Đó là giày của tôi mà. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, mình không đuổi kịp nó. Bạn chắc chứ cha đúng? Đừng có nói giỡn nha. Mình không có giỡn đâu. Mình sợ mẹ la mình vì đã làm mất giày hơn là sợ con ma đó nữa. Rồi cha đu. Chính vì vậy, bằng mọi cách mình phải lấy lại giày cho bằng được. Ai muốn bắt ma với mình nào? Shadow ơi, là mình đây. Chào bạn nha, Shadow. Minchi à, các bạn khác đâu? Mấy bạn đó không chịu tôi. Đúng là cái bọn nhát cay. Tối hôm qua, con ma đó muốn giày của Mimi và Barbie, nhưng bị mình phát hiện nên nó chạy mất tiêu. Nếu nó chính là bóng ma đêm thì chắc chắn sẽ quay lại. Con ma đó có đáng sợ không? Nó có nhiều răng nhọn lắm không? Nó đã xuất hiện rồi kìa. Mình không dám nhìn đâu. Các bạn ơi, cho tôi xin lỗi. Tên trộm giày kia, bắt được ngươi rồi nha. Lần này ngươi sẽ không thoát được đâu. Ngươi mau trả lại giày cho tụi này đi. Đúng rồi đó, là mình trả lại giày cho chúng tôi đi. Minchi à, nó ở sau lưng của bạn kìa. Mình biết chứ, nhưng mình không thể nhìn thẳng vào nó được. Mình xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng mình thật sự rất cần những đôi giày của các bạn đó. Vậy bạn có biết nếu mình bị mất giày thì mình sẽ bị phạt như thế nào không? Nỗi sợ này đã đeo bám mình suốt mấy ngày hôm nay rồi đó. Tôi không thể tin được. Trong nhà của bạn còn có con quái vật đáng sợ hơn sao? Quái vật hả? Cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà nói chung là mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu bạn lấy giày của tụi mình. Ừ.
không giấu gì các bạn, thật ra mình là linh hồn ngủ. Nhiệm vụ của mình là giúp cho trẻ em trên thế giới có thể có được những giấc ngủ ngon hơn. Nhưng cách đây không lâu thì... Từ giờ đến giao thừa, hãy lấy tất cả giày của bọn trẻ con trong thị trấn này về để cho ta. Nếu không ta sẽ tiêu diệt hết lũ linh hồn ngủ các ngươi. Chính vì vậy mà mình cần phải làm theo lời của hắn. Mình phải ru cho những đứa trẻ đi ngủ, sau đó lấy giày của chúng mang về cho hắn. Tới giờ về rồi, mình phải đi đây. Không được, bạn đi đâu vậy? Minchi ơi, bạn nhớ theo sát mình nha. Bạn ấy đâu rồi? Nuronchi, nè, mày đi theo tao làm gì vậy? Ở ngoài này lạnh lắm đó. Tao còn phải đi tìm linh hồn đó nữa. Thôi được rồi, tới đây. Minchi à, cứ từ từ đi theo mình nha. May quá, mình đã về kịp lúc. Chuyện gì vậy? Tất cả những đôi giày bị mất đều đang ở đây. Tôi đã làm theo ý của ông muốn rồi. Xin ông hãy để cho chúng tôi đi đi mà. Đúng vậy, ngươi làm tốt lắm. Ta nên thưởng cho ngươi gì đây? Các ngươi làm tốt như vậy, để các ngươi đi thì phí lắm. Đồ xấu xa, ông đã hứa là chỉ cần mang giày tre vào kính cái cây này thì sẽ để chúng tôi đi mà. Điều đó tùy thuộc vào ta. Làm ơn tha cho chúng tôi đi. Tôi không thể tiếp tục lấy cắp giày của trẻ em trong thị trấn này nữa đâu. Cha Đu à. Mình xin lỗi bạn nha Cha Đu. Được rồi, nếu đã lộ diện rồi thì... Nè, ông là bóng ma đêm có đúng không? Lập tức trả lại số giày đó cho bọn tôi đi. Bạn đừng có liều lĩnh. Tên bóng ma đêm này thật sự rất đáng sợ đó. Hả? Đôi giày đó là... Đôi này chắc là của người đúng không hả? Làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Anh... Vậy đã ăn rồi, không thể trả lại được nữa. Tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Trời ơi, sao có con mèo nó ở đây? Không lẽ chỉ trong thị trấn có mèo, cho nên bóng ma đêm không thể tự đi lấy cắp giày của trẻ con được sao? Mèo con ơi, tên của em là gì vậy? Thế sao nhiều mèo quá vậy? Mình không muốn ở đây thêm nữa. Vậy thì ông hãy trả tự do cho linh hồn của chúng tôi như đã hứa đi. Và đừng có bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Được, ta sẽ làm mà. Mau đuổi lũ mèo này đi. Chưa hết đâu, trước khi đi, ông phải trả lại giày cho tụi tôi. Tất cả số giày ông lấy được từ trước tới giờ, kể cả những đôi đã ăn. Ta biết rồi, ta sẽ trả hết. Lẽ ra ông nên làm từ sớm mới đúng. Em té hả, có đau lắm không? Chị xin lỗi nha Nuronchi. Mình cảm ơn nha. Nhờ có bạn mà tên bóng ma đêm đó đã bị đánh bại rồi. Bây giờ thì linh hồn của tụi mình đã thật sự được tự do rồi. Mình đâu có làm được gì đâu. Cảm ơn em nữa nha.
À, bây giờ ta phải làm sao đây? Nếu ta không có giày để ăn thì ta sẽ bị đói đến chết luôn. Thật ra mà nói, bóng ma đêm sống bằng việc ăn mòn những đôi giày mòn rách mà trẻ em bỏ đi. Không phải lúc nào ông ấy cũng làm việc xấu đâu. Thật vậy sao? Thôi được, ông hãy lấy đôi giày này mà ăn đi. Nhớ là đừng có bao giờ làm việc xấu nữa đó. Nhưng mà đôi giày cho ông ấy rồi, lỡ bạn gặp rắc rối thì sao? À, thì kệ thôi chứ biết làm sao giờ. Quá lắm thì mẹ chỉ cằn nhằn mình vài ngày là hết à. Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn một món quà như lời xin lỗi nha. Thật sự là linh hồn ngủ, có đúng không? Đương nhiên rồi, và mình sẽ luôn giúp cho giấc ngủ của bạn được ngon hơn. Bạn chỉ cần sống tốt và vui vẻ như bây giờ là được rồi. À nhưng mà bạn sẽ không nhớ chuyện tối nay đâu. Mình sẽ không nhớ được gì luôn á hả? Mọi thứ phải được trở về đúng trật tự của nó. Tuy bạn không thể nhớ mình, nhưng mình hứa mình sẽ luôn luôn nhớ về bạn. Tất cả những đôi giày này sẽ được trả về cho mọi người. Giày của mình kìa. Giày của mình đã quay lại rồi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay bạn đã đi đâu vậy? Shadow, trời Shadow, con mau ra đây cho mẹ. Sao mẹ kêu con sớm quá vậy? Con mau trả lời cho mẹ biết, đôi giày này ở đâu ra hả? Con cũng không biết nữa mẹ ơi. Con đừng có mà giả bộ với mẹ. Con thật sự không nhớ thiệt mà. Đôi khi sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra, nhưng mà mình thậm chí còn không thể nhớ được điều kỳ lạ đã từng xảy ra nữa. Tuy là giày của mình đã quay trở lại, nhưng mình không thấy vui một chút nào hết. Tại sao chỉ có một chiếc vậy chứ? Là kẻ nào đang đùa giỡn với mình vậy hả? Có biết đống giày của mình mắc tiền lắm không? Mau trả hết những đôi còn lại đây. Tên trộm gian xảo kia. Yeah.